Hình bi đề 3 làm hình bi không dễ. Và kim giờ hướng tới cho mình một cung múa. Múa không anh em hay là bê đơ? Bê đơ. Hồi nãy em thấy anh chào rồi. Còn đọc lại nha. Áo cổ động của Phoenix cũng đẹp anh em ơi. Áo cổ động của Phoenix cũng đẹp. Áo khoác của Phoenix cũng đẹp. Năm băng chân, năm băng vạn gậy. Cả hai cơ thủ ở lượt cơ đầu tiên đều đi xe không. Kim Dền với một cú bê đờ không thành công và Kim Gà Dằn với một cú đánh bị tẹt cơ. Lực cơ thứ hai của set 6. Siro tứ băng vòng về rồi. Điểm số đầu tiên. Một cú đánh tốt và Kim Jin là người mở điểm ở set đấu thứ 6. Trực tiếp hay là gãy, bị đá rồi. Có vẻ như Kim Sơn hướng tới cho mình một cuộc đánh ăn trực tiếp, ba băng trực tiếp. Để lại cho gà hình bi này thì nguy hiểm. Hình này A băng được không anh em? A băng không được, đỏ hơi cao. Quá gọn gàng. Một đều. Phải nói là gấu mèo rất thích cái biểu cảm của Kim Gai Dân khi thi đấu, một khuôn mặt khá là sát thủ. Rất sát thủ trong phải khá nữa. Rất sát thủ. Không thành công. Một hình bì với góc chạm là rất khó. Kim Gà Dằn có cho mình một cú A bằng không chính xác. Cú A bằng vừa rồi Kim Gia Dân là quá khó. Chạm đỏ và hướng tới cho mình một cú ăn gãy. Ngắn dài dài và gãy. Rất hay. Điểm thứ hai cho Kim Dion. Chạm trắng tốt, trắng chạy không quá nhiều. 3-1 cho Kim Dion. Anh em đang nói là để cho Hemi đánh set 6 hay hơn thì ở trên bảng xếp hạng tỷ lệ thắng của Phoenix thì Kim Yeon đang có tỷ lệ thắng là 56.4%. Trong khi đó là cho Hemi chỉ có tỷ lệ thắng là 51.6%, 16 thắng 15 thua. Kim Yeon là 22 thắng 17 thua.
chìm dần được đánh xét thì xét thi đấu thứ sáu phần nào đó cũng là thuyết phục. Một cú chạm tốt. Một series 3 dành cho Kim Jeon. Ở set thi đấu này chúng ta sẽ chỉ có 9 điểm mà thôi. Trắng. Trắng có đá, một pha xử lý mà Kim Jeon không rõ ràng trong việc xử lý ra tay trắng. Không đá chắc chắn là có điểm. Một series 3, Kim Jeon tạm thời vươn lên dẫn trước 4-1. Lực cờ thứ ba của Kim Gia Giang. Một hành bi có thể tận dụng được. Chúng ta hãy cùng xem Kim Gia Giang sẽ đáp trả như thế nào. Dạ. Hình bị 5 băng và Kim Gia Giang bỏ lỡ. Phượng Hoàng là đội đã có chiếc vé đến với postseason. Họ thi đấu với một tâm lý thoải mái hơn rất là nhiều so với Hana. Hana mặc dù đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tổng với số điểm rất là cao, nhưng họ đang chưa có chiếc vé đến với postseason. Có may mắn không? Quá may mắn dành cho Kim Jeon. Một cú đánh xử lý trái cà dè bị đá nhưng rất may mắn dành cho Kim Jeon. Ben Tha Mao và Kim Jeon có vẻ như hướng tới cho mình một cú múa. Nếu anh em có xem cái buổi tổng kết mùa giải năm ngoái thì chúng ta có thể thấy là CMC Gainer múa. Mình vẫn còn giữ clip đó. CMC Gainer múa trên sân khấu rất là dẻo. Hai điểm không? Quá hay! Hai điểm tiếp theo cho Kim Dần. Một lượt Bentamao đem về hai điểm cho Phoenix. Tỷ số bây giờ là 7-1 và còn hai cho Phoenix mà thôi, còn hai cho Kim Dần. Lắng chắn. Vẫn còn rất chính xác rồi. Quá hay rồi. Một series 4, điểm số thứ 8 và còn một dành cho Kim Jeon. Chúng ta đang đến rất gần với set thi đấu thứ 7. Kim Bim Ho sẽ đối đầu với Semi Sagina. Tám điểm sau 4 lượt cờ, một trận đấu 2.0 của Kim Jeon. Không thành công hơn bị support. Nhưng đánh với Kim Gia Giang còn một thì vẫn còn mệt. Còn một là còn rất mệt.
đỏ có đá. Có may mắn nào cho không? Không có may mắn nào cả dành cho Kim Ga Giang. Set point lần thứ hai dành cho Kim Jeon. Hình này lăn được không anh em? Hình này lăn không phải là quá khó. Bố Kim, coi bố Kim. Chạm trắng và lăn không phải là khó ở hình bi này. Chính xác. 9-1 là tỷ số của set thi đấu thứ 6 và Philip cân bằng tỷ số là 3 đều. Ta sẽ đến với set 7.